Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp cùng Liên đoàn Thể dục Đồng Nai, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tổ chức buổi đồng diễn chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tại chương trình, hơn 350 phụ nữ đến từ 18 câu lạc bộ thể thao văn nghệ trên địa bàn tỉnh đã mặc tà áo dài truyền thống và biểu diễn các tiết mục bài ca Phụ nữ Việt Nam, Hai chị em, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Cô gái phát trông và bài ca Thống nhất. Đặc biệt, tiết mục bài ca Thống nhất có sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, nữ nghệ sĩ nổi tiếng với những ca khúc cách mạng, trữ tình và dân ca, hiện cũng là giám đốc nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, trưởng đoàn ca múa nhạc Việt Nam. Bởi đây cũng là một cái sân chơi rất là nhân văn, và đặc biệt nó lại ở cái thành phố Đồng Nai này mình rất yêu, vì mình đã từng hát cái bài Tình đất đỏ miền Đông của bài này, cho nên là mình rất muốn là trở lại nơi này để hòa đồng với trong ngày 20 tháng 10. Cảm xúc của chị như thế nào? Dạ, cảm xúc hiện tại của tôi là rất là vui, rất là hào hứng. Tại vì khi mà được tham gia cái chương trình đồng diễn này thì được gặp tất cả các anh chị em ở tất cả các câu lạc bộ để mình giao lưu, và trên hết là mình được gặp nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền đã đến đây để góp phần cho cái chương trình được tốt đẹp hơn. Và cũng cảm ơn ban tổ chức và tất cả các chị em ở đây để tham gia được chương trình được hòa thành công tốt đẹp để chúc mừng cho ngày 20 tháng 10 Ngày Phụ nữ Việt Nam. Để hoàn thành các tiết mục biểu diễn trên, chị em phụ nữ có khoảng 2 tuần để luyện tập. Có thể thấy đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của hội viên phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới. Và nói đây là một sự kiện đầu tiên của thành phố Biên Hòa tổ chức về cái nhảy dân vũ chào mừng ngày 20 tháng 10 với mục đích chính đó là chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, cũng như đây là cái việc mà để tuyên truyền, phát động đó, cái tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đối với các anh chị, cô chú trên địa bàn thành phố Biên Hòa cũng như là địa bàn của tỉnh Đồng Nai. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, chương trình còn có các hoạt động như dâng hương tại nhà lao Tân Hiệp nhằm tri ân các anh hùng, những người có công trong xây dựng vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, chăm sóc sức khỏe cộng đồng để phục vụ nhân dân.